Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo quyết định số 214 ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhằm huy động các nguồn lực xã hội, tiếp nhận nguồn kinh phí điều chuyển theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các nguồn tài trợ viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài để phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 94 và Nghị định số 83 của Chính phủ. Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2021 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại quyết định số 1851 ngày 1 tháng 6 năm 2021. Theo đó, quy định các nội dung, đối tượng và mức đóng góp quỹ, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh, mức đóng góp bắt buộc một năm là 2/1 trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính hàng năm, nhưng tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 100 triệu đồng được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động đóng góp như sau: cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan tổ chức lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng một ngày lương một người một năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế bảo hiểm phải nộp. Người lao động trong các doanh nghiệp đóng một ngày lương một người một năm theo mức lương tối thiểu vùng. Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định nêu trên, đóng 15.000 đồng một người một năm. Khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho quỹ. Đối tượng được miễn đóng góp: thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí, sinh viên học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường đại học cao đẳng, trung học dạy nghề, người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên, người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong một năm trở lên, thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, thành viên thuộc hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn, thành viên thuộc hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực 3 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo các quy định của pháp luật, hợp tác xã không có nguồn thu, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị và phải tu sửa mua sắm với giá trị lớn hơn 2/1 tổng giá trị tài sản hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp. Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ. Thời hạn thu nộp quỹ phòng chống thiên tai. Các sở, ban ngành, cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp tổ chức thu nộp quỹ đối với công dân trong độ tuổi lao động, cán bộ công chức, viên chức, người lao động một lần trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài nộp một lần trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 về tài khoản của cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh mở tại kho bạc nhà nước tỉnh. Trách nhiệm thu quỹ phòng chống thiên tai. Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan và đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, tổ chức thu của cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Các doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý, thu của người lao động đóng góp theo giá trị tài sản hiện có, nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh mở tại kho bạc nhà nước. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Các doanh nghiệp do Chi cục thuế cấp huyện quản lý, thu của người lao động đóng góp theo giá trị tài sản nộp vào tài khoản ở kho bạc nhà nước cấp huyện. Tại cấp xã, việc thu bằng tiền mặt đối với lao động khác phải có chứng từ theo mẫu quy định tại thông tư số 70 ngày 3 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài chính. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động in phiếu thu để tổ chức thực hiện. Các doanh nghiệp chưa có số liệu thu phải thực hiện tự kê khai phần đóng góp của doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp. Số tiền đóng góp nộp trực tiếp vào tài khoản Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh mở tại kho bạc nhà nước. Các tổ chức cá nhân vi phạm về đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai sẽ bị phạt tiền tối thiểu từ 50.000 đồng đến 50 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 104 ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ. Chưa bao giờ thiên tai, biến đổi khí hậu với các hình thái cực đoan khó lường, đặc biệt là mưa, bão, lũ lụt và hạn hán với cường độ dữ dội lại tác động mạnh đến nước ta như hiện nay. Để tăng cường trách nhiệm xã hội của mỗi công dân trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thu nộp quỹ phòng chống thiên tai là cần thiết. Sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác khắc phục hậu quả và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.
quỹ phòng chống thiên tai, nguồn lực xã hội hóa công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.